chấn động Trà Vinh. Do mâu thuẫn với nhau trong việc hát karaoke trong buổi tiệc, một thanh niên đã dùng búa tác động vào đầu hai người bạn thân của mình, một đang nguy kịch và một bị thương nặng. Sự việc như thế nào? Mời tất cả cô chú anh chị nghe một nhân chứng và cũng chính là ba ruột của nạn nhân kể lại sự việc. Một chục hai chai nó quýnh đằng kia lên đầu mà không có bể đầu. Dạ, quýnh chai bia hả chú? Hai chai bia luôn. Dạ, hai chai bia luôn. Rồi cái thằng mà nó nghỉ chết á. Dạ. Nó thức dậy. Dạ. Quýnh rồi nó gượt thằng kia. Dạ. Chứ can ra rồi thì ra rồi thằng chạy dưới nhà chạy trên. Dạ, vậy đó ha. Ừ. Rồi cái thằng sau nó nghỉ trước tàu khoảng một tiếng đồng hồ nữa, nó hay nó nói bự. Dạ. Tao mày quýnh em tao vậy. Dạ. Nhậu chung mà quýnh em tao. Dạ. Rồi thằng bự nói tao quýnh tới mày luôn. À vậy đó ha. Ừ. Thì nó chạy lại chiếc Honda đó có cái bao đựng đồ bố, đồ bố của nó. Dạ. Là đi làm mướn á. Dạ, đi làm ha, hàng ngày ha. Nó rút ra một cây búa. Dạ. Cái búa đó là cây búa thầu mà đầu vuông á, hai đầu bằng nhau. À, để đóng đinh ha. Ờ. Dạ. Thì thằng đó nó ra thì nó chụp thấy ngược thằng em nó quýnh. Dạ. Thì nó chụp lên hai chai bia thì nó chưa kịp quýnh. Dạ. Thì thằng này chạy lại chiếc Honda thì nó lấy cái búa. Dạ. Đập vô một cái vô bàn tay. Dạ, quýnh vô bàn tay ngay đầu hả chú? Bàn tay cái nó chịu. Dạ. Chịu máu chịch. Dạ. Chịch rồi thì tôi bắt nó vô nhà. Dạ. Tôi lấy được cái cây búa lại. Dạ, lấy được búa. Rồi tôi cái thằng bạn kia nó vô. Nó nói tao nhậu thằng mà ba thằng mà chỉnh hai thằng. Dạ. Thằng kia chỉnh quýnh lộn rồi nó mới hay. Nó vô nó rượu mẹ mày bự ơi, sao mày quýnh thằng Lý chi? Dạ. Bạn không mà tao quýnh mày luôn. Dạ chị luôn ha, quýnh luôn ha. Rồi mới chụp chạy qua chiếc xe. Thằng Lý mới thấy vậy ở trong nhà nó mới tỉnh chạy ra, nó cầm hai chai bia rồi chưa kịp giơ tay lên thì trong cái túi chi bằng đựng đồ á. Dạ. Nó lấy túi ra nó đẻo cái người bằng tan đứng xỉu. Dạ xỉu luôn. Máu. Dạ. Rồi chú mới bắt đó vô đây lấy búa rồi. Dạ. Thì dặn nó mình để cho đưa nó đi bệnh viện băng. Dạ. Rồi cuối cùng khoảng 20 phút giao. Dạ. Nó chiếc xe 50 mà nó chạy ba thằng đâu có nổi. Dạ. Rồi nó mới chạy không nổi mới chạy về nhà lấy chiếc xe 100. Dạ. Rồi thằng này nó tôi tưởng nó đi tới vết thương rồi thả này ra. Dạ. Rồi nó về nhà. Thì cuối cùng nó quýnh thêm chập thứ hai nữa. Dạ, quýnh thêm chập nữa, quýnh ngoài đường hả chú? Được quýnh về chiếc xe chở thương mà có 50 chở ba thằng lên cầu nổi. À, không nổi, nó chặn đường quýnh nữa. Rồi nó đi theo sau mình, tưởng nó đi nó đi nhà thương rồi. Trời ơi. Nó quýnh lần chặn nữa. Trời ơi. Thì xe cộ gì văng đi xong hết. Quýnh văng xong luôn. Ờ. Trời ơi. Đó, rồi quýnh cái chặn đó không có chú. Dạ. Đó, nghe người ta nói lại mà xe lật chiếc mương. Dạ, lật chiếc mương luôn. Cố tình nó gục theo nó quýnh chặn nữa. À, vì anh này chắc cố ý rồi chú ơi. Không biết sao, không biết không biết sao. Ừ. Rồi thì từ đó tôi cũng có công an lại. Dạ. Rồi cũng hai ba đợt. Dạ. Rồi cái anh bắt nó bây giờ sao rồi chú hả? Không biết công an bắt rồi. Ừ, công an bắt rồi ha. À. Dạ. Rồi cái thằng nó đập hai chai bia thì nó cũng mới hồi nãy mới thấy. Ừ. Rồi trên đầu cái chân hai cục cũng chắc nó bị máu bầm nữa rồi. Dạ. Cái đầu đập bể hai chai bia nát gì mà cái đầu nó không bể. Dạ thì nó tóm lại cái anh nó cũng nhậu chung luôn. Nhậu chung. Nhậu chung luôn. Thì đó cái thằng đập đầu thằng quýnh này chết. À. Thì quýnh thằng đập đầu trước. Ừ. Đó. Mà vô lý cái thằng ngủ trước chỉnh đủ rồi lại bị nó đập đầu chết, còn ở thằng đang đối tội rồi thì kia bị hai chai bia. Dạ vậy nè, hai chai bia ha. Thì trong lúc ở nhà chú thì chú bắt nó vô đây thì nó chưa có bị cái gì ai quýnh hết. Dạ. Rồi mà hai chục phút thằng chờ bên đó đưa đi nhà thương. Dạ. Rồi thả nó về thì chết, biết chiếc xe yếu quá nó còn là bị đứng đó lấy chiếc xe khác. Dạ. Thằng này vừa chờ lên cũng chết. Dạ vậy nè. Trời. Nàng chờ dán người này cố ý rồi chú ơi. Cố ý. Thì, chú nói là nó cũng làm nữa cho nhậu lắm. Yeah. Bè bạn ruột. Yeah. Giờ có 5 đứa con nó khổ lắm. Có bữa ăn đủ bữa ăn thiếu. Thì giờ nào giờ lâu lâu nó về nó chơi đó. Thì nó uống một ngày mùng 4 rồi. Yeah. Cái ngày mai nó mùng 5 nó đủ nó mua đồ về nhà nó uống. Yeah. Uống mà chủ nhà chết chủ nhà bị quýnh chết đó. Yeah. Là chỉnh trước. Yeah. Rồi nó quýnh thằng kia rồi chủ nhà mới hay. Dạ. Nhà ra căng nó đẻo chú già mua. Dạ, hai anh này là đi làm nghề gì hết chú hả? Một thằng chết thì thợ bê. Dạ, thợ bê làm hồ ha. Ờ, dạ. Thợ bê nước sơn. Nhà. Dạ, nước sơn nhà. Còn thằng quýnh á. Dạ. Thì nó làm cái thợ đóng tủ
bạn nè. À, thợ mộc. Không. Nhôm. Nhôm ha, làm cửa nhôm ha. Ờ, còn cái thằng ở thành phố về ăn mùng 5 á. Dạ. Ờ, nó xuống mừng lâu lâu nó về. Dạ. Để xuống bạn chơi. Thì uống 7 giờ nó một phê nó gửi về nhà thằng chắc mớm mớm ngồi. Dạ. Thì thằng ở thành phố nó mua 2 chất bia. Dạ. Còn cái thằng nào cũng đem ra là nghe nói 120 ngàn đủ ghế. Dạ vậy đó. Với hai cái bia là thằng chủ nhà nó uống có hơn kết, không tới kết là tiêu rồi. Dạ. Còn ba thằng đó ca nhạc. Dạ. Thì thằng đó là tới tiếng người cao me rồi chia qua chơi lợi cao may đó. Rồi mà là cái cảm từ đó làm rồi chủ nhà vô tình, chủ nhà ra giết chủ nhà luôn. Có khi nào mà xảy ra cái câu chuyện mà dành ca như cao kê không chút? Dành đó, dành đó là vì lý do là ca hôm nay mà dành hoài. À vậy ha. Không thả cái mi đó, à, mới đập cái chai đầu á. Coi như là cái sự việc này xảy ra cũng rất là nhiều rồi. Ừ. Như ca xong rồi dành cái micro á. Ờ rồi. Ca mà anh ca hoài rồi, người ca ăn ca không được, ca hoài giọng ca không hay. Dạ. Rồi chê anh tự gái anh đập ta đó. Dạ. Cái đó. Là lúc quýn đó là đâu chú? Ngay đây tại nhà luôn. Tại nhà luôn, quýnh ngay trang nhà đó luôn. Chú nghe cái gầm chú chạy qua là chú giải tốt rồi mà nó lòn trở lại, nó xe tự nó lên xe. Là cũng đang ca trong nhà đó luôn á. Ờ, đang ca trong nhà luôn. Đang ca trong nhà ha. Quýnh nhà đó là dỗ bia không? Dỗ bia không. Không đi vô không được. À, là đập chai bia bị bể ha. Ờ, vậy. Mà đập hai chai vô đầu đó. Hai chai vô đầu một người kia. Còn anh thì lấy cây búa đập ngay đầu luôn. Tiếp tục lý do là tôi biết là cái thằng bự á. Dạ. Thì nó bắt thằng kia phải uống hết. Dạ. Rồi thằng kia năn nỉ á, tôi bên đây tôi nghe thằng kia đó, tôi uống hết nổi tôi ối. Dạ. Rồi nó uống hết, thằng đó uống hết rồi á, vô bắt bự cho anh bắt tôi uống. Dạ. Mà anh không uống. Dạ. Cái thằng bự đó tao không uống mà lại tao. Dạ. Uống cái bọc rồi. Ừ. Là anh bự là cái anh mắt ha, cái anh bự, thằng bự là vô con á. À, vô con á. Còn anh mắt là anh tên gì chú? Tên Nguyễn Nghĩa Lý. Nghĩa Lý ha, anh Lý ha. Năm nay 40 tuổi. 40 tuổi, anh Lý 40 tuổi ha chú ha. Bốn đứa con. Dạ. Rồi, con nhỏ nhỏ con này, có mình làm đó nuôi bốn con. Thì bây giờ anh mất là anh là trụ cột chính trong gia đình. Đúng rồi. Mà bây giờ anh mất rồi, bây giờ bỏ lại bốn đứa con rồi. Đó, vợ anh nhỏ vậy nè. Là anh có vợ không chú? Vợ anh á? Có. Có hả? Vợ vợ anh đâu? Đang ở trên kia đang chuẩn bị về ha. Người về. Là cái sự việc này xảy ra là hồi nào chú? Bữa mùng 5. Bữa mùng 5. Mùng 5 bữa nay. Giờ mùng 5. Hôm qua. Ờ nó nhậu 7 giờ tới là 12 giờ quên. 12 giờ là dứt điểm đó. Dạ, vì là sự việc này xảy ra hồi hôm qua. Hôm qua. Hôm qua tới ngày hôm nay thì cũng chuyển đi bệnh viện rồi. Vậy hả? Dạ, mà bệnh viện bây giờ báo làm sao chú ha? Bệnh viện thì giờ nó báo là hết phương chữa. Ờ. Thì bây giờ là khi này vô á, thằng bị quýnh rồi nó may. Dạ. Rồi nó nói nó còn nó con nó khóc rồi nó không chịu là nhập viện. Dạ. Thì nó đi nằm một chút, dặn vợ đừng nhập viện. Dạ. Thì nó nằm xuống nó nằm luôn đó, không nói chuyện luôn. À, không nói chuyện lúc đó là ấy luôn rồi. Ừ. Rồi thì qua Trà Vinh thì chuyển qua Trà Vinh thì bác sĩ chụp hình là cái não teo rồi. À, cái não teo bị giống như mình máu đông quýnh rồi, máu ra nhiều quá. Cái não teo rồi nó làm mê luôn. Ờ, làm mê luôn, không có chút giết gì hết. Dạ. Bây giờ là bệnh viện là thông báo là trả về hay là sao chú? Trả về. Trả về là sao? Bây giờ hiện bây giờ đang trên đường về hả? Trên đường về, nó chút xíu tới đó rồi. Chút xíu nó tới ha. Ờ. Dạ thì là bệnh viện Trà Vinh là không cho đi là biết chết. Dạ. Mà thằng em anh ruột của nó nóng chở đi. Dạ. Vì sẽ lên tới chạy gãy là ta chạy đó. Là dạ, quay lại cái câu chuyện mà bị đánh đó chú, là anh Lý đó bị anh kia anh bự đó đánh là mình có biết là bao nhiêu búa lên đầu? Một. Một búa một. Một búa. Trời, quýnh một nhát một ngay đầu luôn. Một. Ừ, là lúc đập một cái là chú bên đây chú nghe luôn. Đập là chú cách khoảng 2 gang là chú không kịp. Ờ, không kịp. Nó nghe cái bụp một cái. Ờ, là vừa không tới là chú ngoài cái té cái bịch. À, chú ngoài người đó. Ờ, ngoài cái bịch lấy nó đông lạnh, nó lấy cái búa nó là giáp giả. Ờ, giáp giả. Lấy cái búa là chạy quần nha. Ờ, chú ấy là giờ cắt quần luôn nè. Ờ, trời. Cái con vợ nó là phụ. Dạ. Phụ lấy cái búa. Thì cái chú mới quay nó vô nhà, bỏ lên đóng cửa. Dạ. Và không cho nó quýnh nữa. Không cho quýnh nữa. Rồi nó chở thằng bị thương đi. Dạ. Rồi khoảng 20 phút sau nó thả nó về. Dạ. Thả nó về. Thì biết mấy ngày nó đi nhà thương rồi. Dạ. Tới rồi. Ê, dạ nó đi chiếc 50 nó dốc không nổi. Dạ. Dốc cầu mình đó ha, cầu này ha. Ờ, cầu này ha. Nó mưa nó không chạy nổi. Dạ. Rồi nó mới chở gì nhà nó lấy chiếc
100 rồi thằng này nó chạy ra gặp quýnh luôn, rồi quýnh nữa trên cầu nữa. Trời ơi, quýnh anh đó. Này là cố tình này chú ơi, em nghĩ là cố tình này. Theo mà nó quýnh đây là tôi dằn thép rồi. Đúng rồi, thì em đi dặn nó rồi. 20 phút sau mới cho nó đi. Rồi chiếc xe mà chạy chậm quá rồi nó chạy tới quýnh luôn. Con nghĩ là cố tình này chú ơi. Thì này chắc nó tới chỗ rồi. Cố tình này. Đó. Nó quýnh một lần được rồi. Dạ. Quýnh lần sau thì trong cái thằng bị thương nó có cử động nó cũng quýnh nữa. Dạ. Từ lúc đó nó bị thương là máu là tuyên lạ rồi. Dạ. Nó chấp nhận nó quýnh nữa. Dạ. Thì nó quýnh là nó tới nhà thương được chút luôn. Dạ. Thì bây giờ nãy con đi vô cái đường nó khó khăn lắm chú, hồi mà đưa anh về nhà thì bây giờ mình đưa bằng cách nào? Đó có ghe chạy cho mình. À, vậy là có cái ghe mình phải chở, mình đưa anh xuống ghe xong mình mới chở về. Chứ đường đi vô khó lắm, xe không vô được. Xe thằng Văn không có mưa thì hai đầu chạy được hết. À, hai đầu chạy được hết. Còn mưa chạy đường dưới. À, chạy đường dưới. Dạ. Vậy đó ha. Hồi nãy vô đường ra cái gì? Dạ, nãy vô đường ra. Đi khó lắm chú. Viện hồi nãy mượn ghe, mình có ghe mình chở vô hả? Có ghe chở vô, mượn ghe thì bị gâu ba gâu mắt. Dạ. Cũng khó vô. Cũng khó vô hả? Ghe cũng máy chèn vô được. Dạ. Chứ mình chèn nó nổi. Ôi, sự việc rất là đau lòng chú ơi, thấy chú chia sẻ con sự. Bà tụi nghiệp đó, làm tối ngày à. Dạ. Lâu lâu nó nhậu một lần. Nhậu một lần. Đó, bốn đứa con vậy đó. Bốn đứa con vậy đó ha. Dạ. Chợ vợ thì nuôi con có đó, vậy đó bốn đứa đó. Ừ. À, thấy tội luôn, bây giờ anh là trụ cột chính trong gia đình, bây giờ sao đây? Đừng biết sao mà nuôi con vậy. Dạ. Bà nội thì mới bệnh cái gột, cũng hết tiền luôn rồi. Dạ. Bà nội bệnh thì trận này cũng hết tiền, người ta nói nữa. Dạ, thấy tội quá trời, chú chia sẻ. Thì anh này thì con nghĩ là chắc là ảnh là cố tình rồi. Không ai mà đánh một lần hết trơn á. Nó đánh hai lần hết trơn. Dạ, không ai đánh hai lần. Ra là cái quần giấy để vô là lọt luôn, gồng. À, lọt luôn hả? Nước nó chảy xuống gồng luôn. Nên nó khô não rồi hả? Ừ, khô phải hả? Cái gì? Mà người ta chở mình nó quýnh thêm luôn. À, chở đi bệnh viện rồi còn quýnh thêm nữa. Trời ơi. Anh này nó chở chiếc 100 thì khỏi. Chạy 50 nó lên chiếc dốc cầu nãy chú qua không được. Dạ. Một chút. Dạ. Mới đi lấy chiếc xe khác gì lấy xe khác. Dạ. Rồi đây thả nó ra mình luôn. Mời nó tới chợ rồi, tới gì nữa rồi. Anh này là cố tình rồi, con nghĩ là cố tình. Dạ, cố tình. Cố tình. Thì giờ chú chia sẻ đây con thấy là thiệt, không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Trời ơi, thằng này nó làm như bố mà con nhiều khi chủ nhật cái chơi vàng thôi. Dạ. Còn thật sự là bàn chơi này là anh em cũng như nó thuộc vịt, nó trở tay thì cũng như ruột vịt chứ đó. Ừ, cũng như ruột vịt, anh em nó chưa đi chơi thân lắm rồi. Ờ, thân lắm rồi. Bởi thằng Bính đó, thằng Quýnh đó, mới cho thằng Bính 2 thùng bát bự lắm. À, thùng bát để nghe nhạc á. Ờ, nghe nhạc. Bát bự lắm, cả thước mấy á. À. Thì nó chơi gà bạn nó có tốt rồi. À, nó tốt rồi. Tại cái rượu. Dạ, cái rượu. Uống rượu gì mà hai tách bia tới 100 mấy chục ngàn, rượu trắng là cho mấy chục ngàn là là nhiều lít mà. Là nhiều lắm mà. Ừ. Mà uống rồi lấy gặp thì còn ăn mấy chai. Dạ. Rồi lại ngủ giết nhau cũng có. Dạ, chỉ rượu thôi, rồi ganh với nhau có vụ ca nhạc thôi. Ừ. Ừ. Nhất là ca nhạc. Ca nhạc ha. Nó ca là ca như con nhái nhưng mà ca hoài đó. Dạ. Nói tạm từ gái là có chuyện thôi, có nhiều thôi. Dạ, vậy ha. Chứ ba bốn thằng nó cũng bằng mặt với nhau, chơi nhau cũng hòa đồng hết. Dạ, dạ. Có rượu này có thịt. Dạ. Cùng nhau nhậu mấy năm nay rồi đâu có cái gì đâu. Dạ. Mà dù ca đó, nhiều ca. Ừ, nhiều ca đó. Cái anh kia nhậu chung cũng bị luôn, bị đập hai chai bia luôn. Bị đập đó. Là do là gây sự xong rồi anh đó tính can hay là sao chú? Nó tấn công đập bà thằng đập hai chai bia. Dạ. Là chú dẹp thằng kia qua bên, thằng này qua bên rồi. Dạ. Còn cái thằng chủ nhà thằng bị đập á. Dạ. Không nó mang ra. Dạ. Nó mang nó bự bự. Ủa mày mày quýnh bạn tao, quýnh em tao mày. Dạ. Yeah. Là quýnh mày luôn. Quýnh luôn. Thì vừa quýnh mày luôn thì nó gan nó tôi xô thằng cầm hai chai bia. Dạ. Yeah. Thì nó lại xem ra tính nó leo nó chạy mình tới đâu. Dạ. Giờ leo ra nó móc cái búa ra. Nó móc búa ra. Chạy lại nó để xô lưng để bóp. Dạ. Yeah. Để ngay chỗ nó ra. Dạ. Nhỏ nó ngung gần người luôn. Mà nó cố tình nha, tôi không thọc nó dính là nó quýnh nhiều búa nó ra. Yeah. Tại chỗ rồi. À, dạ đi ha. Cố tình. Rồi tôi tức nó là cái chỗ mà người ta đi rồi nó còn vượt theo nó. Dạ. Và chú chia sẻ luôn, thấy con gần người luôn chú ơi. Anh em cái đứa còn nhỏ xíu á, không vừa qua này là quá đến. Dạ, anh em chơi thân với nhau mà như tới chuyện hôm nay là xảy ra cái cớ sự như này, tôi thấy là không hiểu nổi luôn. Không hiểu nổi. Dạ.
Thì con cũng cảm ơn chú nãy giờ chia sẻ con ha. Thì con xin phép chú là cho con chia sẻ cái video này lên trên cộng đồng mạng hả chú ha. Chú cũng chấp nhận ha. Dạ thì con cũng cảm ơn chú chia sẻ cho con rất là nhiều. Hồi nãy mới thấy thằng Quỷ quýnh hai cây bia mà nó về lại nó còn canh lại à. Dạ. Nó về nó đứng mà kê à. Dạ. Nó kêu mày di cư vô chơi, nó ở trong nhà thương nó trốn ra, dạ. Bạn thân nữa mà. Ừ. Quỷ quýnh hai cây bia. Dạ. Bây giờ nó đi nước khác nó về đó. Dạ. Nó ngại nó lắm vô. Dạ. Mày vô có ai nói mày không? Dạ 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 đúng rồi. Nó thì giờ này anh Lý cũng được bác sĩ trả về nhà các bạn anh chị. Nó thì do quá nặng đi cho nên là bác sĩ cũng trả về. Nó thì giờ này thì anh Lý cũng được đưa về tới nhà đó các bạn anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì anh cũng đang thở oxy các bạn anh chị. Nếu là lấy ống ra thì anh sẽ ra đi mãi mãi ha. Nó thì khi đưa anh về nhà cho người thân và bà con lối xóm nhìn mặt anh một lần cuối các bạn chị, rồi sau đó là gia đình sẽ rút ống các bạn chị.